nó thiệt trời ơi, sao tôi sợ mấy cái kiểu bơm hàng như vậy quá nè. Bơm hàng mà cứ như ông nội người ta vậy đó, trời đất ơi, phải kêu người ta xin lỗi nữa hay gì mới vừa cái lòng hay gì trời. Mọi người vô nghĩ thử coi có ai rảnh mà tự nhiên cái đặt hàng xong rồi bây giờ lấy một cái lý do bơm hàng là tại bận đi làm đó cho nên là không nhận được không? Ủa bận quá thì thôi đừng có đặt hàng người ta, bộ ai mượn ai mướn ai thuê vậy trời, sao mà rảnh thiệt chứ. Rồi xong đã bơm hàng vậy thôi còn nhắn lại hỏi kiểu giống như nhiệt tình là muốn nhận hàng lắm á, xong rồi cuối cùng á tôi đi tôi hẹn shipper giùm cho ha, sáng không nhận, chiều không nhận, tối không nhận, nói là tại bận đi làm đó cho nên không có thời gian nhận. Mô Phật, thiện tay, nói chung là tháng này coi như tôi thiếp của hồn đi nha, lần sau ha, mà đừng có để cho tôi gặp được cái mặt nữa nha. Mình giàu quá, mình dư tiền quá thì mình đi kiếm cái gì đó có ích cho đời đi làm đi, trời đất ơi sao rảnh quá vậy. Mà thôi bỏ qua cái thành phần chướng tay gai mắt đó đi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người là tôi vừa mới về một cái lô cá lóc con nha, đủ thứ giọng trơn luôn, dòng mắt, dòng rẻ, dòng xịn gì cũng có trơn á nha, từ là nữ hoàng cho đến vĩ rồng cho đến pháo hoa, tiểu hoàng đế tôi cũng có nốt, nói chung mọi người muốn có dòng gì cũng có trơn. Và khúc này là tôi biết trong đầu mọi người sẽ suy nghĩ là ủa không biết mấy con cá con này là nuôi có dễ hay không, thì thật ra nói đúng một câu là rất dễ nha, nói chung về nó chỉ việc ăn uống ngủ nghỉ thôi chứ không làm gì trơn. Nhưng mà bù lại nó sẽ có một cái khuyết điểm, đó chính là khi mọi người nhận nó thì mọi người phải thả cá một cách kỹ lưỡng hơn một xíu, tại đối với những con cá con này thì giống như con nít vậy đó, mọi người phải nhẹ nhàng từ tốn, về tới là chịu khó cho tụi nó ngâm bọc kỹ để cho nó làm quen nhiệt độ nè, với lại là lúc mà thả cá cũng nhẹ nhàng thôi. Còn đây là mình sẽ giới thiệu cái đội ngũ tư vấn bên shop của mình, thì thật ra là từ cái ngày mà mình sale cá lóc 20% nè, xong rồi thêm cái vụ nữa là mua beta một cặp bất kỳ tặng thêm con beta gồng á hoặc là beta dumbo hàng tuyển đó, thì trời đất ơi tôi nói hả, nè nè coi nè, nhìn cái bộ dạng tụi nó này, ôi thật trời, xin lỗi nha, xin lỗi được chưa. Thì thật ra cái công việc tư vấn này nói chung là rất là nhàn hạ nha mọi người, nếu như mà không có những cái trường hợp bơm hàng cải cốt cải cồn hay là có những cái trường hợp đòi bảo hành theo kiểu là lừa lọc bên mình á, thì thật ra là nó sẽ rất là vô tư. Một ngày tụi mình có thể quay 100 cái mẫu cá cho mọi người lựa từng con một mà, cho nên là đâu có thành vấn đề gì với mình đâu. À mà mọi người thấy mình trang bị một vàng cái vi sinh không? Mình thật sự nói cho mọi người biết là vi sinh cực kỳ quan trọng đối với cá mọi người. Không mua bất kể cái gì cũng được nhưng phải mua vi sinh. Đó, thì đó mình nói vậy thôi, mọi người mua thì mua, không mua thì thôi. Vậy ha, bây giờ mình ra mình tiếp tục sự nghiệp đóng hàng của mình đây. Bye bye.